Vâng, thưa cụ Đẹp Phú Tuấn xin chào toàn thể các quý anh chị ạ. Hôm nay thì thưa cụ Đẹp Phú Tuấn xin lên một cái dòng sản phẩm bình mai lưu hương, hàng rất là to khủng này. Chất liệu bằng gỗ lưu hương Việt Nam anh chị nhá, hương Gia Lai. Rất là tuyệt vời luôn, và bình mai này của em đủ rất là nhiều tán và rất là đẹp này. Đây, đây là cả cái gánh mai của em. Em sẽ đọc kích thước của tác phẩm này ạ. Với kích thước chiều cao là 1m37, chiều ngang là 69 và chiều sâu là 40. Đấy, một tình mai tán rất là to, rất là đẹp ạ. Và em sẽ quay sát vào cho các bác xem về cái chi tiết của bình mai lưu hương của nhà em nhá. Vâng, tiên thì đây ạ. Em anh chị nhìn những cái đường lối đẹp bùng mai nhà em nhá. Đục rất là nhiều cái cánh hoa và những cái tán hoa của nhà em đây ạ. Anh chị nhìn đây ạ. Đây. Rồi cái tán này của em đục rất là to lại đào là đẹp này. Đấy, rất là nhiều chồi đâm chồi để lọc lên đấy chị nhá. Đó, anh chị nhìn thấy không ạ? Đó, và đây chị ơi, cái này thì em có đục quả những chú ong này. Anh chị nhìn những chú ong này. Ở đây là hai chú chim hồ điệp. Đấy, chú chim hồ điệp, chú chim sâu cũng được, anh chị gọi là chim sâu cũng được. Là một cặp nhá. Đây một con, ở đây một con này. Là một cặp này. Đấy, ong bướm rất là nhiều trên cái cây mai của nhà em. Đấy, anh chị nhìn những cái tán mai này, nhà em đục rất là dày tán nha anh chị nhá. Tán này bên em đục rất là dày dặn tán luôn ạ. Ở đây anh chị nhá, đây anh chị xem là những cái đường cái chồi lon của nhà em đây. Anh chị nhìn thấy là bên em đục rất là nhiều cái chồi lon này lọc lên nhá. Đấy, một cây mai mà chồi lon này lọc lên như thế này thì rất là tuyệt vời đấy ạ. Đấy, rất là nhiều cành đan xen vào nhau, rất là dày tán như một cái cây mai thật ở ngoài đời luôn. Tán rất là đẹp này anh chị này. Tán nó như kiểu là tán một cái cây thông ạ. Cây thông đấy anh chị nhìn thấy ạ. Dày tán lắm ạ. Đây anh chị, đây là tổ ong nhà em này. Tổ ong nhà em đây anh chị nhá. Một tổ ong rất là đẹp luôn ạ. Vâng, ok, em sẽ quay phía dưới cho anh chị ngắm về cái tác phẩm lu ạ. Đây anh chị ơi, cái hàng gỗ lu hương thì anh chị đây ạ. Cái hàng lu cám rất là đẹp này. Đây của em là lu cám nhá. Đấy. Đấy, trải dài rất là vùng quanh bình đấy ạ. Rất là đẹp này. Ở đây là cái gỗ nha anh chị nhá. Đây là gỗ nhá, không phải là vết chắp vá gì đâu. Đây cái gỗ nó thâm vào đấy ạ. Cái đấy thì đấy là loại gỗ rồi, chứ không phải là cái gì cả. Đây ạ. Gỗ chun sụn lu rất là đẹp này. Bao quanh mình tất cả trên mặt hết thế này chị. Trên mặt này của em cũng có lu hết này. Đây trong góc này lu rất là nhiều này. Đó, đây chị, đây mặt sau này. Đây em quay mặt sau cho anh chị nhá. Do là nó phản ánh sáng nên là mặt sau chắc anh chị nhìn rất là khó nhìn đây ạ. Hàng này em đục cả mặt sau nhá, anh chị nhìn mặt sau như mặt trước này. Rất là to đẹp luôn này. Và để em quay nhá. Để em quay nó vòng vào đằng này chút xem sao. Anh chị đợi em một chút. Quay mặt sau cho anh chị ngắm luôn. Tác phẩm này thì em phải lấy cái xe em chở. Đây là mặt sau này anh chị ạ. Đấy anh chị nhìn cái tán đằng sau này em cũng đục nhá. Đây là cái tán hoa này. Đấy em đục nó cũng có đằng sau, đục cả trước cả sau luôn. Và đây cái gốc cây, anh chị nhìn cái gốc cây của bên em đục rất là đẹp này. Nhìn này. Đó anh chị nhìn cái gốc cây, cái rễ cây này. Đục cực kỳ đẹp luôn anh chị nhá. Đấy anh chị nhìn cái cây này của em rất là già cây đúng không ạ? Rất là già cây luôn này. Anh chị một cảm giác như một cái cây cổ thụ, cổ thụ, cây mai cổ thụ đấy ạ. Rất là to đẹp luôn ạ. Ở đây là em có cái trái đào nữa. Và mai đào phú quý luôn đấy ạ. Và đấy là mặt sau anh chị nhá. Đây ạ, ở những cái cành hoa này, đây em đều chặt hoa hết đây nha anh chị ơi. Chặt hoa hết đây ạ. Đấy em đục cả trước cả sau lên anh chị yên tâm nhá. Về những cái nét đục bóng mai này của em này. Đục cả đằng trước cả đằng sau luôn ạ. Thôi để em quay về đằng trước. Đó. Đó đây, mặt trước đây. Đó, anh chị muốn sở hữu tác phẩm bình mai này thì anh chị có thể liên hệ với em qua số điện thoại của tượng gỗ Đẹp Phúc Tuấn bên em ạ. Số điện thoại là 0389 ạ, 889968 ạ. Đó là số điện thoại của cửa hàng em nhé. Hoặc là anh chị liên hệ với em qua số điện thoại là 0977 355 637.
Đó là hai số điện thoại của hotline của bên nhà em. Vâng, em cảm ơn anh chị rất là nhiều đã đến xem live và ủng hộ tượng gỗ đẹp Phúc Tuấn của bên em trong suốt thời gian qua. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả các quý anh chị ạ. Anh chị nào chưa like, chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh của bên em nhé, để anh chị được cập nhật những cái mẫu hàng mới, những cái bình mai cũng như là các tượng và con giống để bên em đưa lên hàng ngày giới thiệu với anh chị. Và anh chị nhớ ấn vào nút chuông để được nhận thông báo sớm nhất và nhanh nhất nhé. Vì các bạn ấn vào nút chuông thì nó sẽ hiển thị nhanh khi bên em đưa lên clip hoặc là quay live trực tiếp tác phẩm đồ gỗ Mỹ Nghệ ạ. Và em xin chào và hẹn gặp lại. Và chúc các bác một ngày tốt lành ạ.